tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Giá hiện giá nhà vườn là 135.000 ký, mình mua sâu hết. Tỷ lệ vườn này được 82. Cơm rất ok, cơm đẹp. Năm nay thì thu hoạch rất là có giá khấn khởi. Trúng mùa là trúng giá. Sầu riêng xanh vỏ vàng lòng, thịt thơm cơm béo, ăn không uổng tiền. Quý khán giả thân mến, được mệnh danh là loại trái cây vua, sầu riêng có vẻ ngoài độc đáo, bên trong thì hương vị thơm ngon, từ đó mà thu hút rất nhiều thực khách quan tâm và ưa chuộng. Và ngày hôm nay thì ban biên tập đã ghé đến vườn sầu riêng tọa lạc tại khu vực Tháp 10 Đồng Tháp. Và khi mà vườn sầu riêng của mình trải qua hơn 3 tháng ròng chăm sóc, khi mà có những trái nó đã buông cuống như thế này cũng là biểu hiện thời kỳ thu hoạch sẽ đến. Và ngày hôm nay thì ban biên tập xin mời bà con ghé thăm vườn cây và chúng ta cùng đánh giá năng suất hiện tại như thế nào nhé. Một năm mới có một ngày, và ngày hạnh phúc là ngày hôm nay. Có vườn ri sáu tại xã Phú Điền, Tháp 10 Đồng Tháp, anh Đạt cưng như con gái ruột. Nhìn nó tươi xanh, đẹp mã, ai đi ngang cũng khen. Này đúng tuổi gả bán, anh Đạt cũng chạy đôn chạy đáo để lo cho mọi thứ chu toàn. Nói lòng người làm vườn mình, thiệt tình thì từ hồi làm bông đến nay thu hoạch, tiền sắp bỏ vào túi cũng còn canh cánh nỗi lo. Thời tiết sáng nay không khả quan cho lắm, ngó lên bầu trời mây xám bao quanh, gió thổi lạnh lạnh, anh Đạt cũng bồn chồn trong dạ. Anh nói, hay cổ tháng 4 năm nay sao mưa miết, giờ không biết cắt kịp không nữa. Con đường trơn trượt, xin lây, các chú phụ trách đẩy xe lắc đầu. Thấy vậy anh Đạt trấn an, thôi gán năm nay đi, năm sau tôi lót đan hết. Trời không phụ người có lòng, khoảng 8 giờ nắng đã ráo trở lại. Không khí trong vườn cũng nóng dần với tiếng cán dao gõ vào trái nghe bơm bớp, tiếng rọc vỏ thử cơm, sau đó là tiếng cười nói của anh thợ cắt, thợ hứng và cả những chú đẩy xe gom trái vào nhà. Nhất là em nhờ cái chân gai này thấy không? Thấy nó đen xuống hình khúc không? Dạ, cái chấp gai này. Cái chấp gai thấy đen xuống không? Nếu mà em gõ vô, nghe tiếng nó khác liền, nó bọng ở trong liền. Còn cái trái nào nó chưa già thì trong nó không bọng. Vậy là trái này cắt được? Đúng rồi, cái này cắt được. Mình tên Phong, hôm nay mình cắt sầu riêng ở xã Phú Điền ở tỉnh Đồng Tháp. Vườn sầu riêng này là giá hiện giá nhà vườn là 135.000 ký. Mình theo quy cách là mình dạt sau nắm gậy, là mình mua sâu hết. Tỷ lệ vườn này được 82. Năm nay thì giá sầu riêng thì nó cao hơn mọi năm trước thì cũng khá cao. Tại vì sầu riêng năm nay làm mùa cũng nó khó làm hơn. Năm nay tình hình sầu riêng nghịch vụ tổng quan có nhiều khó khăn, số lượng đầu ra không nhiều, bù lại giá thành cao, anh chị lái buôn thương thảo bắt hàng cũng dễ. Tuy nhiên, để nâng cao uy tín làm ăn lâu dài, khâu cắt trái đúng tuổi, thử cơm vàng, bột ngọt là không thể lơ là. Bà con thân mến, một cái trái sầu riêng ngon không chỉ là vẻ ngoài nó gai xanh, gai nhím đều hấp dẫn mà còn phải phụ thuộc vào cơm bên trong. Thì khi mà các anh thương lái anh vào mua thì thường là có cái thao tác gọi là thử cơm. Và mình nhìn cái màu sắc bên ngoài thì nó cũng rất là vàng. Và để Huyền Nhi ăn thử coi là ở bên trong có nó vị ngọt của nó như thế nào nhé. Để chín gì vậy? Nó ngọt, thơm và có độ bùi nhẹ. Tuy nhiên thì nó chưa chín thì mình vẫn có cái độ mà nó sực sực. Nhưng mà cảm giác là rất là ngon.
Và đó là cảm nhận của Hiền Nhi. Còn với những cái anh thương lái mà khi vào vườn thì đánh giá như thế nào? Mời bà con cùng theo dõi nhé. Má này thì cơm quá ok, miền Tây là cơm gì quá đỉnh. Cơm lửa, có vàng như ly cơm ma luôn nè. Cơm rất ok, cơm đẹp. Bà con thân mến, trong cái niên vụ năm nay đó bà con, thì có những cái gặp làm cho cái quá trình canh tác mình nó hơi chậm nhịp xíu, nhưng mà mình tạm gác lại những chuyện đó đi bà con. Hôm nay Phi Hùng sẽ mời bà con mình về Tháp 10 Đồng Tháp nha, và ghé một cái vườn đang có một cái không khí rất là vui và cũng như thoải mái bà con. Bà con mình có thể quan sát qua màn ảnh nhỏ đó, người thì cắt, người thì chụp, người thì đẩy, không khí nói chuyện vui vẻ và cái tâm lý của nhà vườn cũng được gỡ bỏ rồi bà con. Thì hôm nay là ngày thu hoạch mà, đây là một trong những cái vườn mà đã làm theo quy trình của anh em ban biên tập từ đầu tới cuối. Thì hôm nay Vi Hùng sẽ mời bà con mình xem coi là cái vườn làm theo quy trình của anh em tỷ lệ như thế nào và cách họ buôn bán như thế nào. Thì đây bà con, đây là một cái trái mà Phi Hùng cũng lấy ngẫu nhiên thôi, random thôi. Thì cái trái này khi bà con mình quan sát thì nó đáp ứng được cái tiêu chí cơ bản của giống sầu riêng Nghi Sáo. Thứ nhất là gì? Gai, nhím. Thứ hai là nó đủ học bà con. Thì đối với cái niên vụ năm nay mưa nhiều nên cái quá trình bà con mình quét phấn á, nó sẽ hạn chế. Nên khi mà bà con mình có những cái khoảng ngày mà nắng, bà con mình phun xịt định kỳ những cái cử bổ sung và giúp cái hạt phấn nó khỏe mạnh, thì đưa ra cái thành quả nó cũng rất là đẹp bà con. Thì ở đây mình sẽ đếm sơ bộ cái số muối mà có thôi. Thì vì mình đếm sơ thôi, năm học thì năm học đầy. Đây là một trong những cái mà khi mà mình bán rất là thích. Và bên cạnh đó, khi mà bà con mình có một cái vẻ bề ngoài mỹ quan nó đẹp rồi, mình phải coi cái phần cơm bên trong. Tại vì cái cốt lõi của những anh chị thương lái thì mua là phải đảm bảo cơm, thứ nhất là gáo, thứ hai là phải đủ tuổi. Thì đây ha, Vi Hùng sẽ để trái này xuống và Vi Hùng sẽ mời bà con mình quan sát cái cơm bên trong. Thì đây là một cái trái nó hơi bị lép học. Tại vì thường những trái này nhà vườn sẽ để cho thương lái niêm. Tại vì những cái trái này thường là những cái trái nó sâu nhị sao. Đó, khi mà coi cái cơm những trái này mà nó đạt rồi thì thương lái sẽ tiến hành thao tác mình cắt trái. Thì đây bà con mình có thể quan sát nhẹ giúp Vi Hùng là cơm, thứ nhất là gáo cơm, thứ hai là cái bột nó lên rất là đẹp bà con, màu vàng đồng nhất nha. Và một cái yếu tố nữa mà Vi Hùng nếu mà nói thật là đứng ở cái góc độ thương lái mua rất là thích, đó chính là cái vỏ bà con. Vỏ rất là mỏng thì cái tỷ lệ cơm nó trội, thì lúc này cái biên độ lợi nhuận giữa nhà vườn và thương lái nó sẽ được ổn thỏa. Thì vừa rồi Vi Hùng cũng đã mời bà con mình đánh giá sơ thôi, tại vì đây là cái niên vụ mà Vi Hùng nghĩ rằng là có trái sầu riêng bán là đã có giá thành rồi bà con. Lá ngon thì trái cũng ngon, cơm vàng thịt ngọt, bà con nhẹ lòng. Thiệt lòng nhìn vàng lá, cả người trồng lẫn người mua đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Mấy anh lái chia sẻ, vô vườn thấy cháy lá là sợ lắm, dễ cháy muối với sượng, lờ mờ rỡ cơm chậm là cắt bị non nữa. Theo lý thuyết, quá trình vô cơm đến chín, trái cần năng lượng đường bột từ phản ứng hoàn hợp của lá. Bởi kinh nghiệm nhìn lá khỏe, đoán cơm ngon cũng rất chính xác. Để trở cơm nhanh, thịt ngọt, mùi thơm trong bối cảnh thời tiết còn mưa thì khâu bón phân, đặc biệt là nguyên tố kali, magie, lưu huỳnh tỏ ra không thể thiếu. Có một cái thông tin mà khi bà con mình nghe nhà vườn bán trái với nhau mà bà con mình rất là quan tâm đó bà con, đó chính là nhà vườn đó chia sẻ cắt mấy dao. Thì bà con mình có thể quan sát một cái thước hình sau lưng Phi Hùng đó, là khi trải qua một dao rồi thì cái số lượng trái còn lại trên cành nó không có nhiều bà con. Thường một cây nếu mà ngon đàng hoàng á, bà con mình cắt dao đầu xong thì số lượng trái còn lại tầm khoảng 15-20% là phù hợp. Tại vì đối với cây sầu riêng nha, giai đoạn khúc sau khi mà trái đã bước sang cái tuổi gần chín rồi thì lúc này nó hút dinh dưỡng và cũng như nó làm cái sức khỏe cây xuống rất là nhiều. Nên ở đây cái tỷ lệ neo trái càng thấp thì vườn mình mau khỏe ha bà con. Thì cũng nhân tiện đây luôn, Phi Hùng cũng xin chia sẻ với bà con mình một cái thông tin để khi bà con mình bước vào cái giai đoạn vô cơm và cũng như hỗ trợ cái quá trình lên cơm của cái cây sầu riêng Nghi Sáo nó mượt hơn và cũng như đưa ra cái tỷ lệ cơm nó đẹp. Thì cái bước quan trọng đầu tiên là mình phải canh cái thời điểm mình đi cái phân kali cao bà con. Đây là một trong những cái bước đầu tiên để bà con mình đưa cây sầu riêng vào trạng thái vô cơm. Đặc biệt nha, trong bối cảnh mưa gió hiện tại rất là nhiều, năm nay cuối tháng 9 rồi mà vẫn còn những cơn bão và những cái đợt mưa, thì lúc này những vườn mà đang lên cơm nó có thể là bị chậm lại. Thì cái cử mà mình chọn mình bón phân rất là quan trọng. Thì ở đây đối với Nghi Sáo thì vùng sẽ lấy cái mốc tầm khoảng 75-78 ngày mình sẽ tiến hành một cái cử phân NPK chứa kali cao. Thì ở đây sẽ có hai công thức bà con, tùy vào cái lực cây và cũng như tùy vào cái số lượng trái trên cây mà mình sẽ chọn cái công thức phù hợp. Thường á sẽ có công thức 12, 11, 18,
Hai á, là mình sẽ có công thức 15-3-20. Thì hai công thức phân này sẽ phổ biến đối với cái giai đoạn lên cơm. Nhưng mà bà con mình phải chọn được cái công thức phù hợp với vườn của mình. Như cái vườn hiện tại đó, lực cây còn nhiều, lá còn đủ, thì bà con mình lên theo công thức 12-11-18. Bà con mình cộng với cái rút mắt 10, bà con mình tưới định kỳ tầm khoảng 7 ngày một cử. Thì đối với cử phân này, khi bà con mình tưới đã đánh dấu rằng là cây sầu riêng chuẩn bị lên cơm. Bà con mình nhớ nha, khi nhắc tới cái quá trình lên cơm thì hai cái nguyên tố magie và cái lưu phải có trong cái phân NPK kali cao, thì lúc này bà con mình bón nó mới lên cơm, nó mới đồng loạt. Và một công thức phân 15-3-20 đối với những trường hợp mà cây mình nó đang bị yếu lá, bà con mình cần một cái tốc độ lên cơm mau, thì bà con mình dùng cái công thức này. Và bên cạnh đó là gì, một cái yếu tố cũng rất là quan trọng ngoài cái khâu mà bà con mình đưa dinh dưỡng dưới gốc, đó chính là cái dàn lá và cái cách mình phun xịt. Thì ở đây nha, bà con mình có thể quan sát là gì, lá mình còn rất là nhiều lá xanh dày, thì lúc này nó sẽ nạp được những cái dinh dưỡng mà mình phun qua lá để hỗ trợ quá trình lên cơm đó bà con. Và bên cạnh đó, khi mà cái tỷ lệ lá trong vườn mình còn nhiều thì cái quá trình lên cơm nó sẽ diễn ra đẹp hơn. Bà con mình thấy một số vườn mà tới 95-97 ngày chưa cắt được là do bộ lá yếu đó, lúc này cơm nó trở rất là chậm. Nên ở đây nha, trong cái quá trình bà con mình chăm sóc, bà con mình cũng phải cân đối bảo vệ cái bộ lá. Rồi thì bên dưới và bộ lá đã xong rồi thì mình cũng mở ra một cái cử xịt thôi, thì bà con mình chắc ăn đoán được vì Hùng sẽ chia sẻ cái cử xịt gì, đó chính là bộ ba xanh gai tròn trái vàng cơm. Thì công thức và liều lượng bà con mình có thể quan sát qua màn ảnh nhỏ. Rồi thì đây là một ngày vui bà con, tại vì cả một cái chặng đường từ lúc tạo mầm tới khi mà chống rụng rồi tới thời điểm này ngừa thối trái xong thu hoạch là cả một chặng đường đối với bà con mình mần sầu riêng. Nhân tiện đây thì Vi Hùng cũng xin cảm ơn bà con mình đã đồng hành với công ty An Phát Nông. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe, canh tác thuận lợi, tràn đầy năng lượng, tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Vườn anh Đạt mới đầu tưởng đâu ít trái, ai dè ba đội cắt, làm liên tục không nghỉ cả tiếng đồng hồ hơn mà chỉ mới xong được chục cây. Bên dưới mấy anh thợ đẩy thằng trời, ông nói trái ít, nãy giờ đẩy mấy chuyến mà chưa hết một gốc. Anh thợ hứng chụp trái sầu riêng trên tay rồi gật gù khen, mẫu này da đẹp mà có ký nè. Ông chủ vườn chạy tới chạy lui, nghe mấy ảnh nói xong cũng không giấu được nụ cười. Niềm vui ấy lan tỏa qua xung quanh, xua đi bao giọt mồ hôi đang lăn trên má. Không khí nhộn nhịp lại tái diễn, anh em cũng sốt sắng phụ chất trái lên xe cho các chú đẩy mau lẹ. Quý khán giả thân mến, như vậy thì quá trình thu hoạch cũng đã xong và bây giờ chúng ta đến khâu cân ký nhé. Rồi, thở đi tụi em phụ chắc. Hai đống sầu riêng to của dao đầu tiên trên vườn anh Đạt đang nằm mỹ miều trước mặt. Trước khi bắt tay vào cân thì phải lựa cái đã. Hợp đồng xô lùa nên tất cả lấy hết, chỉ trừ sâu úng với mấy trái bị chuột cạp ra. Nhưng mà mẫu đẹp nên phần dạt không có bao nhiêu. Buôn bán mà ai cũng cười te toét, hài hòa từ nhà vườn đến thương lái kiểu này thì quá là một cái kết đẹp cho niên vụ năm nay. Nhà vườn đây làm thì anh chủ vườn đây làm mà nó cũng đạt khoảng 90%. Sầu riêng thì cái ghi sáu này cơm vàng hạt lép, lại cơm nó mình ăn nó dẻo. Anh thì cũng chúc anh Đạt trúng mùa rồi trúng giá. Mình đây là nhà vườn của Phạm Tấn Đạt ở địa chỉ ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Năm nay cây mình là năm thứ sáu, nhưng mà mình làm bông là tháng 4, nên tới thời điểm này là mình thu hoạch. Cây trái thì nói chung là đẹp, cũng mong muốn là cho là công ty mình sẽ có nhiều cái đổi mới hay hơn để mình phục vụ cho bà con ở địa phương và cho địa phương mình nó phát triển ngày càng mạnh lên. Một lần nữa thôi cũng có gì hơn, thì năm nay thì thu hoạch rất là có giá khấn khởi, thì thôi cũng rất là vui vẻ. Thì một lần nữa xin chúc quý bà con có nhiều sức khỏe, thành đạt. Thành
Tháp 10 Đồng Tháp hiện chỉ mới cắt trái lai rai, thời gian tới sẽ nhộn nhịp và đông vui hơn. Anh em kính chúc bà con buôn mai bán đất, trúng mùa trúng giá nhé. An phát nông, an tâm phát triển nông nghiệp. Tận tâm trong từng giải pháp. An Phát Nông, an tâm phát triển nông nghiệp.